Bạn đã bao giờ thắc mắc vì sao hình tượng cá chép hóa rồng lại được mọi người yêu thích để xăm lên cơ thể? Hay các doanh nghiệp, các gia đình thường mua tượng cá chép hóa rồng về để đặt tại nơi làm việc hoặc không gian trong nhà? Hôm nay, kiến trúc đá Trần Châu sẽ giải thích ý nghĩa cho các bạn về hình tượng cá chép hóa rồng này. Bạn hãy cùng theo dõi video này nhé! Từ xưa đến nay thì hình ảnh cá chép hóa rồng được dùng như một lời dạy mọi người phải luôn phấn đấu cố gắng kiên trì đến cùng để đạt được thành công. Các học sinh, sinh viên khi sắp phải trải qua kỳ thi lớn hoặc là những người đang cần chuẩn bị cho việc gì đó quan trọng thì người ta thường đến các trung tâm đồ đá mỹ nghệ để mua cho được các tác phẩm cá chép hóa rồng về để trưng bày trong phòng làm việc hay là bàn học để mọi việc có thể thuận lợi. Cư dân Á Đông thì đặc biệt rất coi trọng cá chép. Tiêu biểu là trong sự tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng, và đây là một trong những hình ảnh tiêu biểu tượng trưng cho sự nỗ lực hết mình, may mắn và biết tận dụng thời cơ để có được thành công. Ngày xưa thì khi có sự tích cá chép hóa rồng thì người ta chỉ muốn nhắc nhở một điều là sự kiên trì chắc chắn sẽ dẫn đến thành công. Tuy nhiên nay thì quan niệm này đã được mở rộng hơn một chút, đó là nói về sự thông minh và biết tận dụng thời cơ để đạt được thành công. Tượng cá chép hóa rồng là một trong những tác phẩm mang hình cá chép phối hợp rất nhiều họa tiết hoa văn có thể hiểu hữu dư, tức là có trong giàu có, còn dư của để. Cá chép trong phong thủy thì được xem là một biểu tượng của sự may mắn. Tượng đá cá chép hóa rồng mang giá trị về tài lộc lẫn công danh, thể hiện cho đức tính kiên trì chịu khó và rất đáng học tập, do đó dùng để làm thành những món quà cho người khác hay là trưng bày ở nhà thì đều mang một ý nghĩa rất là tốt. Các bạn có thể mua tranh hoặc là tượng để đặt trong phòng làm việc hoặc phòng học để động viên và cố gắng thì sẽ làm được rất là thành công. Nếu đặt ở công ty nơi mà có rất nhiều nhân viên qua lại thì không những có tác dụng về mặt thẩm mỹ cao mà còn tăng thêm sự tự tin phấn đấu trong công việc. Hơn thế nữa, hình tượng con rùa trong phong thủy được đánh giá rất cao. Rùa được xếp trong tứ linh với ý nghĩa vững chãi, giúp hóa giải những điều xấu. Tác phẩm đang hiện trên video là một tác phẩm rất đẹp đúng không ạ? Kiến trúc đá Trần Châu cũng xin giới thiệu với các bạn sản phẩm tượng cá chép hóa rồng cưỡi rùa chất liệu đá cẩm thạch trắng vân mây đang hiện ở dưới video là hàng nguyên khối và rất đặc. Các bạn nhé, mình sẽ quay cận cảnh để bạn chiêm ngưỡng tác phẩm này. Nếu như các bạn ưng ý tác phẩm này, các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại mình để bên dưới để đặt hàng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy thích video, hãy like và subscribe để kênh ngày càng phát triển.